Hà Tĩnh trải qua bao sóng gió, nơi đây vẫn vượt khó đi lên. Xin chào các bạn đã trở lại với Xe Đầu Kéo Vlog. Rất là vui hôm nay lại được gặp lại anh em Nguyễn Tất Thắng. Sau gọi là nửa ngày xa cách nhau thì hôm nay anh em mình đã gặp nhau tại Hà Tĩnh. Và cái địa điểm Tú đang đứng ở đây gọi là ngã Ba Nghèn. Vì sao mà hôm nay lại đưa anh em đến đây? Cũng là muốn giới thiệu một cái địa điểm mà gọi là mang tính chất lịch sử ở Hà Tĩnh. Anh em mình đi thì sẽ là đi dọc đường Hồ Chí Minh. Cho nên là nó sẽ có rất là nhiều những cái di tích lịch sử. Thế tí nữa thì Tú sẽ đưa anh em Nguyễn Tất Thắng là đi quay về ngã Ba Đồng Lộc để anh em là thăm ngã Ba Đồng Lộc. Cũng là địa chỉ mà gọi là rất là nổi tiếng ở Hà Tĩnh. Thì cái đấy thì bạn có thể xem ở trên kênh của bạn Nguyễn Tất Thắng. Còn địa điểm Tú đứng ở đây, đằng sau là có tượng đài của biểu tượng của Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc cái địa phận huyện Can Lộc. Thì cái địa điểm mình đang đứng đây cách đây là khoảng cỡ là phải gần 100 năm rồi đấy, 95 về trước rồi, hơn 95 rồi. Và năm 1930-1931 thì diễn ra một cái phong trào ở đây thì có hơn 500 người nông dân là theo cái tiếng gọi của Xô Viết Nghệ Tĩnh đã đấu tranh rồi đã đi biểu tình để đòi giảm thuế với thực dân Pháp. Thế cho nên là mình đứng ở đây cũng là một cái cột mốc mà gọi là mang ý nghĩa lịch sử. Ê, đêm qua anh em ngủ có ngon không nhỉ? Ngủ ngon. Hôm qua thì anh em Thắng được ở nhà anh Khánh và bắt đầu sáng ngày di chuyển đến đây ăn sáng, xong rồi di chuyển đến đây được gặp bạn Tú và tiếp tục đồng hành cùng bạn Tú. Thì giới thiệu qua các bác là Thắng vào đến miền Trung thì cái giải đất miền Trung thì Thắng chưa nắm được, chưa biết được. Nên là Thắng đã phải điện trước cho bạn Tú là trước cái chuyến xuyên Việt ấy để đồng hành cùng với cả anh em Tất Thắng làm phi tiêu. Chỉ đường và tại vì bạn Tú bạn đã có rất nhiều những cái kinh nghiệm trên các tuyến đường ở Việt Nam cũng như là cái sự hiểu biết của bạn ấy ở khu vực miền Trung này. Thế nên là Thắng đã nhờ bạn Tú và sau đó thì quyết định là anh em là đồng hành cùng nhau trong xuyên suốt cái chặng hành trình xuyên Việt luôn. Đấy, tại vì khi bạn Hậu bạn ấy trở về thì lại phải cần thêm một xe nữa thì bạn Tú bạn đã về nhà để lấy xe và hôm nay thì anh em Thắng đã được gặp nhau và đồng hành trên giải Trường Sơn đi vào Tây Nguyên. Cảm ơn bạn Tú rất nhiều. Đấy thì bạn Hậu mà sẽ có đồng hành được tiếp thì sẽ là đón máy bay vào. Xong rồi nhảy dù xuống. Rồi anh em mình sẽ là đưa đi. Mình mấy ngày vừa qua là cứ trên rừng này rồi lại xuống biển này. Đấy. Bây giờ lại lên rừng tiếp đúng không? Đi theo tính chất của Tú là thế các bạn ạ, là sẽ là cứ lên rừng đa số, nhưng mà theo phương châm của anh em Nguyễn Tất Thắng là sẽ muốn đi tìm hiểu những cái miền núi cao của các tỉnh, cho nên là đa số mình sẽ đi trên miền núi. Thì dự kiến lần xuống biển gần nhất thì phải đến tận Đà Nẵng cơ. Thế là mới để anh em đi xuống tắm biển vì Đà Nẵng cũng là bãi biển mà đẹp nhất miền Trung ấy. Đẹp nhất, một trong những bãi biển đẹp và quyến rũ nhất hành tinh luôn, chứ không phải miền Trung đâu. Thì hành tinh nữa cả. Giới thiệu các bạn, bên cạnh mình đây là Mạc Minh. Đấy, Khấu Váy Lèng. Còn đây là anh Sự, taxi dù. Còn đây là nghệ nhân Xuân Hữu. Bây giờ thì mời các bạn là cùng anh em mình là tiếp tục lên đường thôi. Mảnh đất Hà Tĩnh thì cũng là địa linh nhân kiệt lắm đấy anh em ạ. Ngày xưa thì là hai tỉnh, là Nghệ An, Hà Tĩnh là một tỉnh đấy, thì gọi là Nghệ Tĩnh. Thế có phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là thế. Thì cũng quê mình thì cũng sản sinh ra rất là nhiều cái vùng đất Hà Tĩnh này. Ví dụ như là có tổng bí thư đầu tiên là cụ Hà Huy Tập. Rồi tổng bí thư Trần Phú. Rồi có cụ Nguyễn Du là đại thi hào, là truyện Kiều. Rồi ở đây thì có nhà thơ Ngô Xuân Diệu, rồi một số nhà cách mạng yêu nước khác mà bây giờ kiểu là đang quay này mình không kịp nhớ ra đâu. Còn ngoài ra thì cũng rất là nhiều những cái di tích hào hùng, giống như là trên ngã Ba Đồng Lộc thì là nơi những cô gái bất tử của chúng ta là hy sinh ở đấy để lấp những cái hố bom. Bây giờ là mời các bạn là lên đường đi về đường Hồ Chí Minh nhá. Anh em mình đang đi qua ngã Ba Đồng Lộc cả nhà. Quê mình thỉnh thoảng là mùa hè là mình vẫn cho các cháu là đến địa danh này. Tí nữa thì lên đây thì đoàn của Nguyễn Tất Thắng thì sẽ có
hướng dẫn viên để các chị sẽ là thuyết minh cho đoàn hiểu hơn về cái lịch sử. Đây cũng là một cái quần thể mà rất là rộng. Ngày xưa thì đây là một cái cung đường gọi là huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Nói chung là những dân công hỏa tuyến ông nội của Tú là cũng là dân công hỏa tuyến mà theo cái tuyến đường này ngày xưa là đi dẫn đoàn ấy để chở lương thực vào trong miền Nam ấy. Để qua địa phận này. Thì bên ngoài đây là vẫn còn mấy cái máy bay thời trước này. Anh em mình đang ở đây là con đường huyết mạch của ngã ba Đồng Lộc, con đường khói lửa từ thời xưa. Thì hôm nay mình đã giới thiệu cho kênh Nguyễn Tất Thắng là đã được là quay và khám phá về ngã ba Đồng Lộc rồi, đã được nghe thuyết minh rồi. Các bạn có thể là sang bên đó để nghe chi tiết hơn. Bây giờ thì mình sẽ cùng với đoàn anh em Nguyễn Tất Thắng là sẽ là di chuyển tiếp tục trên con đường quốc lộ 15 này, cũng là thuộc đường Hồ Chí Minh các bạn nhé. Mình sẽ đi về Quảng Bình. Đấy, hôm nay là sẽ là đi vào bản ở trong đó. Mày bạn Thắng thế nào, nghe thuyết minh về cô gái Đồng Lộc có thấy hay và xúc động không? Tôi xúc động. Tôi nghe bài thơ đọc về 10 cô gái Đồng Lộc mà tôi rưng rưng nước mắt luôn. Mà mình phải kìm chế, lúc đấy quay trên kênh Nguyễn Tất Thắng mà mình phải kìm chế. Nhất là cái đoạn mà nói về gọi là bài thơ đấy để gọi hồn của chị Cúc ấy. Là mình nghe bài đấy là xúc động thật. Xúc động. Dạ. Đấy. Cái địa danh mà ngoài tôi vừa nhìn thấy là có biển đi Khe Giao đấy là đúng, hình như trong bài hát gì đấy đúng không? Đường Đồng, cái chị nhắc đấy. Đúng rồi, dạ. Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao đấy. Thì là từ Đồng Lộc đấy chạy thẳng ra Khe Giao là ngã ba Khe Giao. À. Thì cái đoạn đường này đường ngày xưa là vận chuyển về máu lửa lắm đấy nhỉ. Về lương thực, vũ khí các thứ là huyết mạch. Tức là thanh niên xung phong thì các cô ấy là có nhiệm vụ là đi ra để lấp những cái hố bom ở trên đường này này. Rồi làm những cái đường tránh qua hố bom. Những hố bom mà to quá thì không lấp được. Không lấp được thì sẽ phải cào ra để làm cái đường đi vòng qua hố bom như thế. Là chứ... những cô gái mở đường ấy đúng không? Đúng rồi. Bài hát cô gái mở đường các thứ đấy. Cô gái mở đường. Thanh niên xung phong ngày xưa cũng nhận là vất vả biết bao nhiêu lực lượng nhỉ? Anh em mình bây giờ được đang được đi như này là hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc. Chứ còn nếu mà để nói thời các bác mà đi chắc là khu này chắc là rậm lắm. Đúng rồi, rừng rậm rạp lắm thì mới tránh được bom biết mìn chứ đúng không? Đây này, chạy lên đây một tí nữa còn khoảng cỡ cây số nữa là đến Khe Giao. Một cây số nữa. Đúng rồi, là đến Khe Giao. Cái tuyến này lại là bị đánh bom nhiều nhất, từ đây trở về đến ngã ba Đồng Lộc là đánh bom nhiều nhất. Ngày xưa là còn nghe là mình còn phải mượn cả sang đất Lào để đi. Thời đấy các cụ hành quân là đi qua dãy Trường Sơn ở bên Lào ấy. Trường Sơn thì làm cả địa phận của Việt Nam và Lào. Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây đấy. Là đi sang bên, đấy. Bên Lào là không mưa, bên mình mưa đúng không? Lào có mưa, vẫn có mùa mưa. Nhưng mà mưa ít hơn mình. Mình thì cái miền Trung này này, mới gọi là cái miền mà mưa là mưa khắc lũ. Nghiệt. Mưa lũ. Vừa mưa lũ này còn này, thế này. Đến cái mùa đông ấy. Thì vừa lạnh này còn vừa mưa. Nó với khắc nhiệt. Chứ ở ngoài đấy hình như là mùa đông thì nó sẽ hanh hơn đúng không? Đúng rồi. Nó ít mưa. Cái đường này là cũng là đẹp rồi. Đường này thì bây giờ sửa chữa đẹp rồi, làm nhẵn và đẹp. Bác nào đi những cái tuyến này mà du lịch theo dãy Trường Sơn là đi là cũng ok đấy. Thắng thấy là rất là êm. Đặc biệt là hôm nay được ngồi cùng xe của bạn Tú nữa. Đấy. Hôm qua thì ngồi xe của bạn Hậu. Là Thắng ngồi ghế sau. Đấy, hôm nay được ngồi ghế trước thoải mái hơn chút. Hôm nay thì mình là có nghệ nhân Xuân Hữu và đang ngồi cùng xe. Thì bây giờ đang làm cameraman. Thì không biết là qua đây thì có để lại cho Xuân Hữu cảm xúc gì với mảnh đất Hà Tĩnh hay không? Cảm xúc gì không, nhanh không, một tí nữa là hết đất Hà Tĩnh bây giờ đấy. Không, có một đấy, hết cảm dài. Xúc ấy. Còn bao nhiêu xa nữa? 50 km nữa mới hết đất Hà Tĩnh. Có anh ạ. Thì sẽ có một bài hát không biết là có hay hay không nhưng mà thôi, tình cảm của em dành cho Hà Tĩnh, và đặc biệt là hôm nay được ngồi với anh Tú.
Bài này sẽ dành tặng riêng cho anh Tú. Được. Với lại quê hương Hà Tĩnh đúng không? Được. Thế nhưng mà ngồi hàng sau rộng như thế là có vừa đi vừa hát được không nhỉ? Khả năng là vẫn được anh ạ. Đàn luôn bom giật, bom rung mình vẫn hát được. Đúng rồi. Ngày xưa tiểu đội xe không kính mà. Đưa anh cầm kính. Máy cho. À. Ngày xưa tiểu đội xe không kính, người ta nói là xe không kính không phải xe không có kính. Bom giật, bom rung, kính rớt đi rồi. Rồi. Đây. Đấy, nhận cái này nó caramel nha các bác nhá. Uy tín luôn. Mày sẽ được cái này là vô cùng đặc biệt mà trong đời của mình đi lái xe bao nhiêu năm chưa từng được một lần mà được một nghệ nhân ngồi trên xe để biểu diễn như thế này. Đấy, nhưng mà đây là trước mặt đây là cái ngã ba Khe Dao đây bạn Thắng ạ. Đây à? Chính là đây là gọi là ngã ba Khe Dao. Ngã ba Khe Dao đây. Đấy. Wow. Đi thẳng lên trên kia là đường Hồ Chí Minh chứ. Đi thẳng lên là đường mòn đấy à? Thì bây giờ hiện tại vẫn mình vẫn đang trên đường mòn đúng không? Nó có hai nhánh ấy. Thế à? Trên kia còn một nhánh nữa. Ừ. Đấy, nghệ nhân bây giờ là đang làm công tác chuẩn bị. Vâng, em chuẩn bị tí. Được không? Vừa không hả nghệ nhân? Vừa ạ. Quá độc đáo luôn. Sao dây làm tí? Đây là văn nghệ lưu động nhá. Toàn văn nghệ lưu động. Sau mình sẽ độ cái loa ra phát vừa đi vừa hát vừa phát ra ngoài luôn. Xin phép các bác là Xuân Hữu dùng phao cứu hộ đi. Vừa viết lời ra xong luôn đấy. Vừa viết lời lúc nãy ngồi. Không sao. Vâng. Có sao mình dùng vậy. Vâng, có sao dùng vậy, có gì các bác thông cảm. Câu từ sếp cũng được chưa được trau chuốt lắm đâu. Rồi, nhưng mà cứ đi đến đâu là sáng tác nhạc đến đấy, vâng. Gọi là cái hay ấy các bác. Vâng. Em đang để lời là về Hà Tĩnh quê em nhé. Rồi. Trải qua bao sóng gió, nơi đây vẫn vượt khó đi lên. Lịch sử muôn đời còn khắc ghi, à ơi, bao anh hùng thi hào lưng danh. Có phong trào Xô Viết nghệ tĩnh, vùng đất nơi địa linh nhân kiệt. Vùng đất nơi địa linh nhân kiệt à ơi. Nhiều nhân tài xuất chúng đài thi hào, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Trần Phú, Hà Huy Tập, Ngô Đức Kế và Huy Cần. Hà Tĩnh miền Trung của Việt Nam, nhiều danh lam thắng cảnh không kể xiết na ơi. Chùa Tích Hương bên Thiên Cầm đeo ngang, núi Hồng Lam bao ân tình, hồ Kè Gỗ suối nước nóng Kim Sơn. Ngã ba Đồng Lộc còn vang mãi à ơi. Mười bông hoa bất tử đời đời nhớ ơn các anh hùng lịch sử, còn lưu danh mãi hậu thế mai sau. Thank you.
Tĩnh ơi, bao lâu rồi không về, mời anh về Hà Tĩnh thân thương. Ngân câu hò khúc hát đò đưa ơi, ôi yêu sao điều vi dằm dân ca. Hà Tĩnh ơi, Hà Tĩnh yêu thương. Ồ, rất là tuyệt vời. Hay quá, quá xuất sắc. Các bạn có thể thấy là đúng với là tài năng của, phải được phong là nghệ nhân là chính xác là như thế. Chỉ vừa mới là 10 giờ đêm qua, Tú đề xuất bảo là ngày mai cố gắng hát tặng cho anh một bài hát về Hà Tĩnh mà nghệ nhân Xuân Hữu của chúng ta là đã là sáng tác là trong đêm cho đến bây giờ sáng là 9 giờ sáng, là Hữu vừa đi vừa mình thấy cầm quyển sổ để làm viết lời đấy. Xuất sắc quá. Và mình nghe bài hát rất là xúc động. Mặc dù là kiểu là bài hát ngồi trên xe nó sẽ là khó thể hiện hơn. Rồi còn đôi chút kiểu là cái lời mới chưa được hát một lần nào luôn. Vâng, em chưa hát lần nào. đây là vừa sáng tác xong cái là hát luôn ấy nhỉ. Đây gọi là một đập ăn quan. Đấy, một đập ăn quan. Nhưng mà thấy Tú là cũng gương mặt là rất hài lòng với tuyệt vời luôn. Bài này có khả năng sau này Tú sẽ dùng cái lời để khi nào cứ dịp về quay về quê hương Hà Tĩnh thì Tú sẽ làm một cái đoạn intro luôn. Tuyệt vời. Để gọi là có một số lời hát thì khi nào rảnh sẽ nhờ Xuân Hữu thu âm để tặng cho Tú cái bài hát nó hoàn chỉnh hơn. Để có dịp nào đấy mình quay về gọi là những cái gì đó liên quan về di tích hay về thắng cảnh của Hà Tĩnh là mình sẽ sử dụng. Và có thể là mình sẽ là gửi đến một số trang báo của Hà Tĩnh nữa cơ. Mình là cảm thấy là lần này Hữu đi là được rất nhiều bài, rất nhiều những cái tác phẩm để lại cho rất nhiều những cái vùng địa miền danh đấy. Đấy, vùng miền rồi là những cái địa danh như hôm nay thì trên kênh của Tất Thắng cũng em Hữu song song hai việc sáng tác tiếp một bài nữa về các cô gái Đồng Lộc. Ôi ôi, hoa bất tử tuyệt vời luôn. Quá đỉnh cao. Bác nào mà muốn nghe bài đó thì qua kênh Nguyễn Tất Thắng. Đấy, bây giờ là anh em mình sẽ trở về với tuyến đường Hồ Chí Minh. Phía trước đây thì mình sẽ là đi về với Quảng Bình. Vì là cái đoạn đường Hà Tĩnh thì Tú là sẽ là quay chia sẻ đến quý vị một chút như thế. Và hôm nay cũng là phải nói cực kỳ đặc biệt luôn. Lần đầu tiên trong đời vừa đi xe vừa được nghe nhạc mà có đàn như thế này. Hôm nay là mình vẫn ở trong cái Hà Tĩnh chứ nhỉ? Không, mình di chuyển đến Quảng Bình rồi. Quảng Bình rồi à? Thực ra là thế này bạn Thắng ạ. Ở địa phận của Hà Tĩnh thì vẫn có một bộ tộc là bà con người Rục, trước đây là trong núi ra. Nhưng mà cũng được các anh biên phòng tìm ra, nhưng mà bây giờ đời sống bà con thì không còn vất vả nữa. Cho nên là mình cũng sẽ không phải là ghé thăm. Thì mình sẽ dành tâm huyết để mình ghé tới Quảng Bình. Nơi đó cũng còn rất là nhiều bà con mà khó khăn vất vả. Bây giờ mời anh em mình sẽ đến với vùng đất Quảng Bình nhá. Ok. Bây giờ anh em Tú đã về tới huyện Hương Khê của Hà Tĩnh. Đây cũng là tỉnh mà cuối cùng của tuyến đường mòn thuộc địa phận của Hà Tĩnh. Sau đó là mình sẽ sang đến địa phận của Quảng Bình. Trước mặt thì có một chiếc xe, đó là một người bạn của Tú là ở Hương Khê này. Anh bạn thì cũng hay làm những chương trình thiện nguyện và hỗ trợ bà con để có chiếc xe cấp cứu từ thiện. Sau này chắc là Tú sẽ thỉnh thoảng sẽ lên đây sẽ hỗ trợ anh ấy là chạy xe miễn phí giúp cho bà con, và mình sẽ hỗ trợ tiền xăng dầu cho xe của bạn ấy để mình sẽ là đi thỉnh thoảng sẽ đi một chuyến như thế. Nên là sau này sẽ có thêm rất là nhiều nội dung mới mẻ để các bạn xem. Cái này là bướm vàng này nhỉ, bay đẹp thế nhỉ, là tả luôn. Cái biển đang mùa bướm nở đấy, đang mùa thế này chắc Tây Nguyên là đẹp lắm ấy. Nếu mà đúng cái mùa đấy thì trên Tây Nguyên là cực kỳ đẹp luôn. Chỗ này có chỗ đồi chè, trên này đẹp. Đây họ trồng keo nhiều chứ anh ạ? Đúng rồi. Ở Hà
Tĩnh mình thì có một dân tộc, đó là dân tộc Dục. Mình không biết là được công nhận là thành một dân tộc chưa, chứ trước đây người ta là một bộ tộc sống ở trong hang đá và được các anh bộ đội biên phòng là tìm ra. Nhưng mà sau đó là di rời ra ngoài thì bây giờ họ đã sống mà khá là ổn định rồi. Thì anh Tuấn Anh này có cho biết là đời sống của họ cũng không quá khó khăn mặt hắn ạ. Cho nên là anh em mình cũng không phải đến chỗ bản đó nữa, mà mình sẽ đến vùng Quảng Bình để nơi đó là có nhiều bà con khó khăn hơn. Nhiều nhờ, bay là tả luôn này. Màu đẹp nhờ. Con đoạn đường này khá là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ là tạm biệt với mảnh đất Hà Tĩnh. Người chuyến đi này cũng khá là dài đấy. Đưa tìm Nguyễn Tất Thắng này, đến Tây Nguyên rồi vòng xuống Sài Gòn các thứ nữa các bạn ạ. Hành trình sẽ là khá dài. À, phong cảnh vùng này thế nào hả Minh? Ở đây rất là đẹp. Mà đặc biệt rằng là Mạc Minh quan sát thấy có hai cây xăng lẻ này rất là to. Và đây là hoa xăng lẻ này. Hôm qua thì đi qua một cái rừng xăng lẻ Bạt Ngàn. Đấy, mà cũng là cái khu du lịch sinh thái để mọi người ghé qua và tham quan. Nhưng không được ngắm hoa, hôm nay được ngắm hoa trực tiếp này. Bây giờ anh em mình đi lội suối thì rất đẹp. Anh em đi lội suối với nhau nha. Bản làng động lạ nhất Việt Nam. Mỗi lần đi lại qua cổng là phải trèo như thế này. Đây là cổng nhà. Nhà mà đang còn có dây thép gai mà. Để ngăn châu bò á. Bà nói là để ngăn châu bò. À, vừa rồi thì Tú cùng với anh em Nguyễn Tất Thắng là đã đi tham quan một vòng ở bản làng. Thì bạn Thắng cũng đã hỗ trợ cho một số bà con trong bản. Còn lại một hoàn cảnh ở đây thì cũng rất là đặc biệt. Thì anh Tuấn Anh, bạn của Tú là Hoa Tiêu dẫn đường cho Tú đến đây. Thì có chia sẻ là cháu bé thì cũng bị bệnh hiểm nghèo. Cụ thể là cháu bị bệnh sao nhỉ anh ạ? Giờ em cũng quên rồi, nhưng mà em bị cháu bị về viêm não. Thế là trước anh đã chở cháu đi đi bệnh viện Nhi Hà Nội, Nhi Trung ương. Đi đi miễn phí luôn đấy. Dạ. Đứng khỏi nắng đi vào đây đi. Là đi Nhi Trung ương là mấy lần rồi? Một lần thôi, nhưng mà ráng có kết quả thì rồi xong phải về. À thế à? Dạ. Mẹ đâu rồi? Đây vào đây anh lại cho quà cho cháu nữa, cứ nhờ ai bế hộ đi. Ở bên trong đấy là có ai? Dì à? Dì à? Mà ở cái này này các bạn này, ở bản làng này, em lại đây. Thì có một cái lạ đó là những người như tầm tuổi em này trở lên là không ai biết đến tuổi của mình cả. Không nhớ đến tuổi là bao nhiêu tuổi là. Thế ngày xưa em có được đi học không? Học được đến lớp mấy? Lớp 7, lớp 8 vẫn biết chữ, nhưng mà ngày đấy có giấy khai sinh hay gì không? Chẳng có gì. À thế à, thế bé trong đấy là năm nay bao nhiêu tuổi? Khoảng gần 2 tuổi. Đây các bạn này, bây giờ là cháu đang nằm trong ấy. Thì về mình cũng không có dám quay nhá. Cháu đang bị bệnh. Thế cháu bị bệnh là từ khi sinh ra hay thế nào? Chẳng không. Vừa mới kiểu đau ốm xong mới bị bệnh. Đau ốm xong bị bệnh là được khoảng bao lâu rồi? 3-4 tháng à? Đâu anh chờ đi chờ à. Cháu đi không phải 5-6 tháng đấy chứ. 5-6 tháng. Anh chờ cháu đi bữa tháng 7. À. Tháng 7 năm ngoái. Tháng 7 2-3 tháng 7 năm ngoái. À. Tháng sáu bị ốm. Thế bây giờ trường hợp của cháu thì bệnh viện là bác sĩ nói sao, có khả năng mình cứu chữa được không? Dạ, không. Không. Thế là bây giờ cháu có ăn uống được gì không? Dạ có. Bây giờ là uống sữa được à? Dạ vẫn ăn uống bình thường. À. Nhưng không cử động được. Không cử động được luôn. Vậy cháu là nằm đây này. Thể trạng của cháu là theo cái dạng là... Đây Hữu quay sát một chút. Đây. Sát một chút. Đây. Cháu chỉ nằm như vậy thôi đấy à. Thế là... Ngày trước thì mình có nghe Tuấn Anh chia sẻ là đã được một mạnh thường quân, các nhiều mạnh thường quân hỗ trợ giúp cháu, nhưng mà khi đó là gom về một mối thì cũng đưa đi viện các thứ trang trải, sau đó là mua cho gia đình là 2 con bò đúng không chị? Thế sau đó là còn lại một số tiền thì mạnh thường quân đấy là ôm đi luôn, là không còn nữa. Đấy, đến bây giờ là anh đấy mất thông tin liên lạc luôn rồi đấy. Tức là bảo bố cháu ra để làm sổ tiết kiệm cho. À, thế nhưng mà không có, bây giờ là mất thông tin luôn. À, và bây giờ là anh ấy đã mất liên lạc rồi. Thì bây giờ là thế này, thì trên kênh của Tú là có anh chị Đức Hương là từ Mỹ cũng gửi cho Tú là
số tiền, đó là 1.000 đô đi để giúp đỡ cho một số hoàn cảnh. Thì mình đi vào, hành trình đi vào rất là dài, cho nên mình cũng sẽ là chia lẻ ra. Đây là anh chị là ở thành phố Atlanta ở bên Mỹ. Thì đây là của anh chị gửi đến cho, bây giờ là tiện đây thì em gửi cho, anh gửi cho em nhé. Rồi em mua thêm sữa cho cháu nhé. Mua sữa rồi nấu cháo, đồ các thứ rồi mẹ con ăn nhé. Rồi bây giờ cũng chẳng biết làm sao, cầu nguyện cho cháu là cũng giảm bớt cái nỗi đau về thể xác thôi. Bây giờ thì anh em mình sẽ là lên đường đi ra ngoài. Trưa nay thì mình sẽ mời bạn Tuấn Anh bữa cơm trưa nữa. Anh em đồng hành với nhau khá dài rồi. Cảm ơn cô giáo nhé. Dạ, chắc chắn là sẽ quay lại đây. Dạ. Vì là vùng này là cũng là vùng khó khăn. Sẽ quay lại và giúp đỡ ba con ở đây, về là các cháu học sinh ở đây nhiều hơn nữa. Chắc là ở đây khoảng bao nhiêu hộ nhỉ? Bản dạ, ở đây hiện tại là có 60 hộ. 60 hộ. Dạ. Thì có dịp nào đó chắc là mình sẽ kiếm gạo lên đây tặng cho bà con. Vâng. Bây giờ thì anh em mình đi nè. Nhưng mà thế này khoan đã. Trước khi đi em hỏi là thế có trường hợp này, có những cháu nhỏ nó khó khăn không? Dạ. Trong lớp chị học của chị này. Nói về hoàn cảnh khó khăn thì hiện tại là nói riêng là học sinh của em, là học sinh mầm non thì hiện tại là có rất nhiều cháu đang rất là khó khăn. Vì là thứ nhất là ví dụ như là có mồ côi. Có một cháu là mồ côi à? Mồ côi cha từ khi là có bầu được 6 tháng là cha của cháu mất. Rồi hiện tại thì mẹ đơn thân 4 năm rồi nhưng mà mẹ vẫn chưa đi bước nữa. Nhưng mà hiện tại thì nhà cửa chưa có để ở. Một con lại rất nhiều cháu nữa thì cũng là những cái hộ gia đình là đặc biệt khó khăn. Thì nói chung thì cháu thì nói về rất là thiếu thốn về áo quần này. Giày mũ màu để đi học. Yeah. Thế là trường của điểm trường mình đây là mầm non hay tiểu học nhỉ? Dạ. Cả hai. Hiện tại ở đấy là có hai bên hai, cạnh đây luôn nha. Dạ, hai cấp bậc mầm non và tiểu học. Nhưng mà mầm non thì lại là một lớp riêng và bên này thì là có một dãy là tiểu học riêng. Thế là có khoảng bao nhiêu cháu tất cả? Dạ, mầm non thì có 16 cháu. Dạ. Còn tiểu học thì 37 cháu. Thế thì đợt tới chắc là Tú sẽ xin một chương trình mua tặng quần áo cho các cháu với sữa. Nếu mà giả sử như là bây giờ có quý vị khán giả là trên kênh của Tú mà làm về thời trang quần áo mà có sẵn đồ hiện vật thì tốt nhất là gửi hiện vật, chứ mình không mong muốn là nhận bằng tiền. Đây là ai có hiện vật có thể gửi trực tiếp cho Tú sữa và quần áo thì Tú xin nhận để mang đến cho các cháu ở đây nhé. Chứ còn mình sẽ không có hô hào quyên gọi tiền nhé. Thôi cảm ơn cô lần nữa nhé. Dạ, anh em mình lại đi nhỉ. Thế à? Câu đấy gần đấy rồi. Rồi. Thế là mình đi vòng rồi đấy à? Dạ. Thì bây giờ em cùng xin tạm biệt anh rồi nhé. Lần sau hẹn gặp lại thì có bạn Tuấn Anh đây rồi. Dạ. Nhá. Vâng rồi. Đây là một số ngôi nhà trong bản. Bà con cũng sinh hoạt hết sức là sơ sài rồi. Ở đây thì bản có người dân tộc Chức, rồi người Vân Kiều. Nói chung là cũng bản này cũng 3-4 dân tộc ở đấy. Bây giờ thì mình sẽ là lên đường đi tiếp rồi. Lần sau mình sẽ quay trở lại đây để mong muốn là hỗ trợ giúp đỡ cho bà con ở nơi này được một phần nào đó, có thể là đặc biệt là giúp đỡ cho các cháu nhỏ về quần áo. Thì các bạn có quần áo về mùa hè, mùa đông cứ gửi cho Tú. Thì số điện thoại của Tú là 0911 012 239. Hoặc là có sữa thì để Tú sẽ mang đến đây tặng cho các cháu ở đây nhá. Thì lần sau Tú sẽ quay trở lại đây. Giờ anh em mình sẽ là ra ngã ba Khe Ve để dừng ăn cơm. Thì cái này thì một hướng là sẽ đi về cửa khẩu quốc tế Cha Lo đi sang Lào, và một đường thì mình sẽ đi về hướng Phong Nha Kẻ Bàng. Đây là ngã ba Khe Ve, cũng là một trong những địa danh gọi là có dấu ấn lịch sử ở đây. Ngay chính giữa đường thôi là có một cái cột mốc tưởng niệm giữa đường này các bạn này. Bây giờ là chỗ này giới thiệu bản thắng là gọi là vương quốc về xe Lào ấy, xe hai khúc rồi đấy. Rất là nhiều luôn này. Cửa khẩu Cha Lo đi bên này ạ? Đúng rồi, là đi bên phải. Để tí nữa mình hỏi em có bản nào gần ở trên đấy không? Em đi lên đấy. Đấy. Đây là có bia di tích này. Bắt đầu từ đây luôn. Đường quốc gia đường Hồ Chí Minh này, thấy không? Ở đây có cây xăng luôn to luôn.
bây giờ anh ăn ở đây à? Ăn ở đây chắc là ngon đấy, đông người. Đông người ăn nhé. Ôi đoàn xe Jeep kìa. Ôi Tây, đoàn Tây chắc là đi Phong Nha Kẻ Bàng ấy. Ui giời. Đoàn này hơi VIP vậy nhỉ? Ui giời. Ui giời. Đoàn này bây giờ là đang hơi xe vướng chỗ đậu của mình ấy. Xe Jeep ấy. Xe Jeep hơi đông. Khách Tây đi vùng Phong Nha nhiều lắm. Thôi bây giờ là mời cả nhà là ăn bữa trưa với anh em mình. Đấy, hôm nay là đến với đường mòn thì đây là một cái quán cơm cũng rất là lớn ở đường mòn. Thì tranh thủ ăn bữa trưa rồi chiều nay anh em mình lại đi thêm một số bản nữa. Thì hôm nay là giới thiệu các bạn là đây là có món chạch om chuối đậu này. Còn đây là thịt lợn rừng nhưng mà lợn rừng nhà nhá. Xào, lá lốt. Còn đây là cá chấm kho tộ. Món thịt hầm. Người Hà Tĩnh mình hay thích ăn món thịt hầm, thịt kho kiểu này này. Thịt dư đấy nhỉ? Đấy. Ngon đấy nhỉ? Còn đây là canh gì này? Canh suối, canh cá suối nấu lá rang, chua, canh cua. Bữa cơm gọi là cũng nhẹ nhàng, đạm bạc để anh em mình ăn cơm trưa. Nên là giới thiệu các bạn là đấy, vẫn là gia đình bạn Tuấn Anh nữa. Cho nên là hôm nay cảm ơn hai vợ chồng đã đi. Lấy nước che, thay rượu, thay bia nha. Toàn các anh em lái xe. Toàn anh em mình phải chạy xe cả. Sức khỏe mọi người. Cảm ơn gia đình nhá. Rồi. Rồi anh em tự nhiên nhá. Thôi anh em tự nhiên đi. Không phải gặp khách sáo đâu. Hôm nay thì gặp bạn Tuấn Anh này cũng bằng tuổi. Anh em toàn tuổi 87 với nhau. Đúng rồi, ba con mèo. Thế nào mà đều mà thích làm công tác xã hội cả. Bạn Tuấn Anh thì là cũng là đi chạy xe cấp cứu, hỗ trợ bà con nghèo miễn phí, rồi đi chương trình áo ấm ở cái vùng Quảng Bình đấy rất là nhiều. Đấy. Đây nghệ nhân, tôi khử nghệ nhân mà sới bát cơm mà làm miếng này. Thế này nghệ nhân chưa có cơm thì gắp cho sang Mạc Bình đấy. Ngon quá. Đấy. Đây, mời em nhé. Vợ Tuấn Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em 91 ạ. 91 à? Ui giời, hợp tuổi có khác nhỉ? Hai vợ chồng hợp tuổi, đây sới cơm cho. Bảo sao mà làm ăn là hai vợ chồng mà đi với nhau đồng hành được tốt như thế. Thường thì sẽ làm cái công tác xã hội này cần phải cái sự mà đồng thuận của gia đình nhiều lắm. Mời cả nhà đấy. Quên nghệ nhân vừa gắp miếng thịt xong là làm nghệ nhân cứ nhìn mãi như này. Hôm nay đi mát là nóng rồi á. Mày thịt kho ăn được. Mày hôm qua mệt hơn á. Hôm qua nặng đó mới nặng gắt lắm. Sao số mình đi đâu cũng bảo là hôm qua nóng lắm. Anh em mình may đấy. Đây này các bạn này. Cái miếng hôm qua mày đi bộ và tần nó thịt kho của người miền Trung là rất to này, đúng tinh chất là chém to kho mặn. Phải to. Phải dày như này, cắn ngập mồm luôn. Và rất là mềm. Hôm qua anh mà vào đây đi bộ. Đánh mặn cái đũa. Mệt lắm. Vì này rất là thơm. Nóng lắm. Thơm cực kỳ luôn. Này, em Hiệp, đưa anh gắp mời miếng thử nhé. Đấy, bạn Thắng từ từ đã. Mình làm miếng đã, từ từ. Đang ăn miếng canh cá. Cá đây nấu canh chua ngon đấy. Lá rang này là giống như kiểu cái lá vón vén ngoài thôi đấy đúng không? À, lá này nó chua ăn thử khác hẳn đấy. Hôm nay cảm ơn anh Sự nhá, taxi dù hôm nay phải làm cameraman. Mình bây giờ là cameraman đi nghỉ đi Thái Lan rồi, không biết là chuyển giới hay là đi lao động. Bây giờ là đi là chuyến này cứ phải nhờ vòng quanh này, khi thì nhờ nghệ nhân Xuân Hữu, khi nhờ em Hiệp. Đấy, Mạc Minh thì chưa nhờ đâu. Vâng. Chuẩn bị tinh thần đi. Thằng Mạc Minh mà nó quay một lúc sau ông Toàn xem mặt nó không làm luôn camera trước. Thịt kho ngon nhỉ? Ngon đấy nhỉ? Nó rất ngon rồi. Một miếng thịt này ăn được một bát cơm ấy. Anh là bát cơm mà. Hay là cơm luôn. Đậm đà. Cái này nó họ có cho phải là cái củ hành không nhỉ chú nhỉ? Hành tâm đấy. Hành tâm ạ. Hành tâm chậm chậm đấy đấy. Củ nén đấy. Ngon đấy. Đá chua chế độ. Anh xả quá. Hành tâm. Gắp cho chị. Em có ăn cá đó. Không ăn cá. Anh cái dung đấy.
Hai vợ chồng đều không ăn cá. Không phải là không ăn mà em cũng cáo thủ bắt cá. À, ở nhà bắt nhiều quá, vợ ăn bây giờ ngán luôn rồi. Bản chất em toàn rau cánh không ạ? Toàn rau cánh á? Kiểu như các cô lúc này á, tôi hỏi mua chi để ăn được cánh vậy á. Cái cá hay thịt dai nhỉ? Ngày nào em cũng ăn cánh rau nhiều. Ăn chay à? Cái này là chạch suối á. Chạch suối à? Dạ. Thịt nó dai nhỉ? Chạch suối này nó khác với chạch kia đó là nó không có văn nhiều. Nó kiểu như trơn màu, nó bỏng bỏng thôi. Thế à? Thịt nó dai lắm. Nếu mà cái loại này mà nuôi là nó còn vằn vằn nữa. Không, chạch lẩu nó khác nữa. Chạch lẩu, chạch văn nó khác. Chạch này khác nữa. Nó cũng một hê chạch, chạch suối, chạch gái cả. Làm thử miếng canh lá rang xem mà nó chua ngon không? Bình thường chạch suối ít khi nuôi được. Nở lạnh. Được đấy nhở? Canh chua ngon đấy nhở? Ừ, ngon mà. Liệu canh cá mà lấu lá đắng của quá chuẩn luôn của bạn được cái gì ngon đấy. Riêng cá suối này mà nấu với cả lá đắng thì quá đỉnh. Mạc Minh còn chai câu váy lèng nào không nhỉ? Vẫn còn. À, tí tặng anh Tuấn Anh chai nhé. Anh tính cầm lên để tặng cho anh mà anh quên mất, về nhà nhiều việc quá. Vâng, lát em anh ấy là một chai rượu không về nhà. Anh Tuấn Anh thì có bốn cháu rồi. Còn mới làm được, mới đi được. Bốn cháu rồi cho nên sinh lý là tốt. À, chẳng qua là uống là giãn xương giãn khớp thôi. Vâng. Đấy. À, thêm một cháu là vui. Với lại cho bây giờ cho đủ đội bóng chuyền. À. Thế là đồng chuyền là phải 7. Đây cá này anh em ăn. Bốn cháu rồi à? Vâng. Ừ. 6 năm 1 nữa. Cá ngon đấy. Tập nó là cả nhà đủ 7 đấy. Anh nhấn hợp ý em ạ. Em muốn phải 4 đứa thôi. Chứ ít quá. Thêm một huấn luyện viên. Một trợ lý. Về đội bóng là phải 6 đứa mới đủ được. Cái nhà hàng nên này là mình có con gà thái nữa. Công nhận là nấu ngon, cá kho cũng ngon. Thì Tú cũng quay chia sẻ bữa ăn mà gọi là của anh em mình trên đường hành quân. Nó nhiều khi cũng có bữa mà ăn mì tôm ấy. Các bạn xem kênh Nguyễn Tất Thắng là đi vào trong bản thì ăn mì tôm. Trưa nay đáng ra mình tính ăn mì tôm ở trong bản rồi. Nhưng mà vì có vợ chồng của bạn mình đi mà để vợ chồng ăn mì tôm theo thì hơi vất vả. Cho nên là mình bảo là thôi để ra nhà hàng thì quán cơm thì ăn. Cho bạn ấy đỡ ngại, nhưng lần sau nhờ đưa đi cái. Vừa nghe thấy số cái tút 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 sợ. Nói đùa vậy thôi chứ. Bây giờ thì mình cũng phải ăn uống, nó phải đảm bảo anh em có sức khỏe. Lâu lâu mà kiểu là bí quá mình ăn mì tôm thôi. Đấy thì Tú cũng cảm ơn đến bạn Tuấn Anh rất là nhiều. Cảm ơn anh em Nguyễn Tất Thắng là đã lặn lội đường xá xa xôi từ Hà Giang đi vào đây để hỗ trợ cho bà con ở trong miền Trung. Nói chung là nơi nào cũng có người nghèo, giống như bạn Tất Thắng nói thì đi mang giá trị là vừa là san sẻ một chút gánh nặng, nhưng mà cũng là mang lại gọi là cái điều tích cực, sự vui vẻ đến bà con thôi. Nhưng còn cái đấy thì nó cũng chỉ là giúp một phần nào đó, đúng không? Chứ còn mình không thể giúp bà con mà giàu lên được. Nhưng mà cái niềm vui khi nhận được cái sự san sẻ nó mới gọi là cái quý. Nên là bây giờ Tú cũng xin kết thúc video tại đây. Các bạn yêu mến thì ủng hộ cho anh em mình những hành trình sắp tới. Anh em thì ai cũng có những cái sản phẩm kinh doanh cả. Mạc Minh thì có khấu váy lèng, rồi các loại trà. Đấy, còn bạn Thắng thì có bán lá đắng, rồi mật ong rừng, trà san tuyết. Cái tiện bạn đọc luôn số điện thoại kinh doanh ở nhà cái. 0832 933 933. Rồi thế gia đình nhà này có bán online không? Không có. À, chỉ có xe cấp cứu thôi. Thế các bác mà đi em, đường cái mỏ đó em bán hơi vì nhây á. À nhá. Xe cấp cứu chở bệnh nhân nghèo, rồi thậm chí cả người quá cố là miễn phí nữa. Đấy, nếu các bạn mà quan tâm thì có thể vào Facebook, chứ bạn ấy không có làm YouTube hay gì đâu. Facebook là Hoàng Tuấn Anh à? Hoàng Tuấn Anh. Đấy. Không giấu. Không giấu, là Mạc Minh. Cung cấp luôn số điện thoại bên công ty. Số hotline là 0969 466 357. Rồi, bây giờ thì em Tú xin kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé. Tạm biệt cả nhà nhé. Chào các bạn.